kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 1 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã phá hủy của Ukraine 3 bệ phóng hệ thống phòng không Patriot và đoàn tàu chở vũ khí cùng các thiết bị quân sự khác. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay không người lái UAV, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công 3 bệ phóng tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, một trạm điều khiển UAV và các đoàn tàu chở quân nhân cùng đạn dược và thiết bị quân sự của Ukraine tại 147 khu vực. Theo Nga, nhóm tác chiến phía Bắc của nước này đã tấn công 4 lữ đoàn quân đội Ukraine ở Sumy, Kharkov. Quân đội Nga cho biết nhóm chiến đấu phía Tây của họ đã khiến hàng trăm binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu và Kiev mất một bệ phóng pháo phản lực phóng loạt Grad, một pháo M198-155mm, một pháo M-STAB-152mm, một pháo D-30-122mm và một pháo L-119-105mm do Anh sản xuất. Ngoài ra, Nga cho hay đã phá hủy các trạm tác chiến điện tử Khotysia-M và Bukovan-AD cùng hai kho đạn dược dã chiến của quân đội Ukraine. Tại khu vực hoạt động của nhóm tác chiến phía Nam Nga, Moscow nói Ukraine có thương vong là 100 binh sĩ cùng nhiều hệ thống pháo. Nga tuyên bố phòng không nước này bắn rơi 61 UAV Ukraine, 14 quả rocket HIMARS trong ngày 31 tháng 7. Theo thống kê của Nga, kể từ đầu chiến sự, Ukraine đã mất 631 máy bay, 278 trực thăng, 28.795 UAV, 559 hệ thống tên lửa phòng không, 16.734 xe tăng và các xe chiến đấu bọc thép khác, 1.395 bệ phóng pháo phản lực bắn loạt, 12.666 pháo dã chiến và súng cối, cùng 24.250 xe cơ giới quân sự đặc chủng. Trong một diễn biến khác, Tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine Oleksandr Pavlyuk cho biết, tháng trước, quân đội Nga đã tổn thất hàng chục nghìn binh sĩ và 6.320 vũ khí, thiết bị quân sự. Cụ thể, ông cho biết, thiệt hại của Nga gồm 300 xe tăng, 653 xe chiến đấu bọc thép, 1.520 hệ thống pháo, 21 hệ thống phóng loạt, 33 hệ thống phòng không, 2.103 xe quân sự và 265 xe đặc chủng. Ngoài ra, Ukraine nói rằng họ đã bắn hạ 3 máy bay cũng như 1.348 UAV và 74 tên lửa của Nga. Bất chấp việc Nga tuyên bố sẽ hủy diệt F-16 khi chúng tới Ukraine, đồng thời dọa tập kích sân bay của nước thứ ba cho phép F-16 Ukraine cất cánh, lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên đã đến Ukraine. Trước tình hình đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Litva Gabrielius Lambergis đã lên tiếng bình luận về việc lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên đến Ukraine. Ông viết, F-16 tại Ukraine, một điều không thể khác, hóa ra lại hoàn toàn có thể. Trước đó, các phương tiện truyền thông đã đưa tin Ukraine dự kiến sẽ nhận 6 máy bay F-16 từ các đối tác phương Tây vào mùa hè này và tổng cộng lên đến 20 chiếc vào cuối năm. Ngày 10 tháng 7, các nhà lãnh đạo Mỹ, Đan Mạch và Hà Lan, những người đứng đầu liên minh máy bay chiến đấu đã xác nhận Ukraine sẽ nhận được những chiếc máy bay phản lực F-16 đầu tiên của mình vào mùa hè. Một số chuyên gia nhận định F-16 cũng như các loại vũ khí thay đổi cuộc chơi khác của phương Tây viện trợ thời gian đầu chắc chắn sẽ gây khó khăn cho Nga và Moscow lại phải mất một thời gian tìm biện pháp khắc chế. Nếu F-16 trang bị radar tốt và tên lửa không đối không tầm xa, cộng với sự chỉ điểm, dẫn bắn của máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không, AWACS sẽ là mối nguy hiểm đối với máy bay Nga. Tuy nhiên, báo Frankfurter Rundschau của Đức nhận định, đồng minh của Kiev đã có thể mắc sai lầm trong việc chuyển giao F-16 cũng như cung cấp xe tăng trước đó. Không có nhà chứa máy bay được chuẩn bị sẵn, phi công được đào tạo không đầy đủ, phạm vi hoạt động hạn chế, tất cả những vấn đề này có thể khiến F-16 Ukraine khó phát huy được các đặc tính kỹ chiến thuật. Chuyên gia của Frankfurter Rundschau, ông Carsten Ringhiemann nhận định việc giao máy bay đã muộn và có thể không còn hiệu quả nữa. Theo ông, các đồng minh phương Tây đã không rút ra được bài học kinh nghiệm từ việc chuyển giao xe tăng Leopard của Đức hay xe tăng Abrams của Mỹ và sẽ lặp lại thất bại tương tự với những chiếc F-16. Rõ ràng Ukraine đang chờ đợi việc được giao máy bay chiến đấu F-16 như đã hứa, nhưng báo chí quốc tế đang viết về chúng với thái độ ngày càng hoài nghi. Frankfurter Rundschau viết, những tiếng nói nghi ngờ đang ngày càng gia tăng, làm suy yếu hy vọng rằng cỗ máy sẽ có thể thay đổi tiến trình giao tranh ở Ukraine, chứ chưa nói đến việc đảo ngược nó. Kết luận này được hầu hết chuyên gia đồng tình là các máy bay chiến đấu sẽ đến Ukraine quá muộn. Chẳng hạn bà Becca Wasser thuộc Trung tâm An ninh Mỹ mới tin rằng F-16 tốt nhất sẽ đóng vai trò là hỗ trợ tâm lý và tinh thần cho người Ukraine vì điều kiện chiến trường đã thay đổi kể từ năm ngoái, khi quyết định cung cấp máy bay được công bố vào ngày 11 tháng 11. Bà Wasser nói thêm, F-16 có nguy cơ mắc sai lầm tương tự như xe tăng phương Tây, đặc biệt là xe tăng Abrams của Mỹ, như giao hàng quá muộn
quá ít được sử dụng và cuối cùng chỉ đơn giản là tụt hậu so với cuộc chiến. Tổng cộng, báo Đức xác định 4 vấn đề lớn với việc cung cấp F-16, đó là số lượng nhỏ sẽ không đủ để được giao, phi công được đào tạo không đầy đủ, cơ sở hạ tầng để đáp ứng cho chúng chưa sẵn sàng và phạm vi ứng dụng bị hạn chế. Vì vậy, thay vì 65 chiếc như đã hứa, đến tháng 10 hoặc 11, Kiev có thể sẽ nhận được 8 chiếc, khi đó họ đã có đủ đội ngũ vận hành. Tuy nhiên, Ukraine sẽ khó có thể ngăn chặn chiến thuật ném bom đối phương do phạm vi bị hạn chế. F-16 sẽ không thể tiếp cận biên giới Nga ở cự ly gần hơn 25 km. Frank Future Rancho tóm tắt. Nhìn chung, đây là một tin buồn đối với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông Zelensky nhiều lần tuyên bố số lượng F-16 Ukraine sắp nhận là chưa đủ để đối đầu song phẳng với không quân Nga. Ông nhấn mạnh thêm rằng Kiev cần có ít nhất 128 tiêm kích loại này. Nga chỉ trích mạnh mẽ động thái viện trợ F-16 cho Ukraine. Hồi giữa tháng 7 vừa qua, công ty dầu khí Forest của Nga đã hứa thưởng $170,000 cho người đầu tiên bắn hạ tiêm kích F-16 của Ukraine. Mới đây, Tổng giám đốc điều hành của Voentor, nhà cung cấp chính cho quân đội Nga, ông Vladimir Pavlov đã phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo Bộ Quốc phòng khoảng 400 triệu rúp, tương đương 4,6 triệu đô la Mỹ thông qua các hợp đồng được định giá quá cao. Với cáo buộc này, ông sẽ bị tạm giam đến ngày 30 tháng 9. Theo các nhà điều tra, ông Pavlov cùng với những đồng phạm tại Voentor và các công ty khác đã tham gia vào một âm mưu tội phạm vào năm 2019. Vào thời điểm đó, ông Voentor đã ký các hợp đồng chính phủ với trị giá tổng cộng 625 triệu rúp, tương đương 7,31 triệu đô la Mỹ nhằm cung cấp túi đựng đồ vệ sinh cho quân đội. Những đồng phạm bị cáo buộc sau đó đã mua các thiết bị cần thiết từ các nhà sản xuất rồi bán lại cho Bộ Quốc phòng với giá cao ngất ngường. Theo cuộc điều tra, thiệt hại tài chính mà chính phủ phải chịu lên tới 400 triệu rúp, tương đương 4,68 triệu đô la Mỹ. Ông Pavlov, 67 tuổi, hiện phải đối mặt với cáo buộc gian lận nghiêm trọng và có thể phải ngồi tù tới 10 năm nếu bị kết tội. Các nhà điều tra cũng tuyên bố họ có thông tin cho thấy bị cáo có thể đã gây áp lực lên các nhân chứng hoặc chính cuộc điều tra và yêu cầu giam giữ ông Pavlov. Họ cũng yêu cầu tòa án không tiết lộ các thủ tục tố tụng tư pháp đối với giới truyền thông và công chúng. Ông Pavlov phủ nhận mọi hành vi sai trái, tuyên bố rằng ông không thấy dấu hiệu nào cho thấy mình có tội trong các tài liệu điều tra. Các luật sư của ông cũng khẳng định rằng thân chủ của họ không liên quan gì đến các hợp đồng đang được đề cập và không đích thân ký vào chúng. Tổng giám đốc điều hành của Voentor cho biết ông không có ý định bỏ trốn, ẩn náu hoặc cố gắng cản trở cuộc điều tra theo bất kỳ cách nào. Thẩm phán đồng ý với lập luận của các nhà điều tra và ông Pavlov sẽ bị giam giữ trước khi xét xử trong 2 tháng. Theo truyền thông Nga, các luật sư của ông Pavlov dự kiến sẽ kháng cáo quyết định này. Tuy nhiên, thẩm phán đã từ chối đóng phiên tòa đối với công chúng và truyền thông. Voentor là một công ty nhà nước đóng vai trò là nhà cung cấp quần áo quân sự duy nhất cho lực lượng vũ trang Nga. Công ty này cũng chịu trách nhiệm cung cấp cho quân đội nhiều dịch vụ hỗ trợ khác nhau, bao gồm cả thực phẩm. Ông Pavlov đã điều hành công ty trong hơn 12 năm. Một số quan chức quốc phòng cấp cao của Nga đã bị bắt trong những tháng gần đây vì nghi ngờ tham nhũng. Trong số đó có người đứng đầu Tổng cục Truyền thông Vadim Samarin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Timu Ivanov và người đứng đầu Tổng cục Nhân sự của Bộ Quốc phòng Yuri Kuneshov. Hầu hết các vụ bắt giữ này diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thay thế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu bằng ông Andrei Belousov, một nhà kinh tế trước đây từng giữ chức Phó Thủ tướng thứ nhất. Sau đó, ông Shoigu được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Nga. Các nhà phân tích của hãng tin Bloomberg vừa qua đã tuyên bố Liên minh châu Âu-EU không thể từ chối khi đốt hóa lỏng LNG của Nga. Tháng trước, Nga gần như đã bắt kịp Mỹ về khối lượng cung cấp nhiên liệu xanh theo đường hàng hải cho các nước EU. Ấn phẩm nêu rõ, nguyên nhân khiến tỷ lệ LNG gần như ngang bằng trên thị trường châu Âu là do nguồn cung từ Mỹ giảm đi. Điều này xuất phát từ việc các gã khổng lồ khí đốt của Mỹ quan tâm đầu tiên đến lợi nhuận nên họ chọn những thị trường có giá nguyên liệu thô cao nhất mà đó không phải là châu Âu. Sự thay đổi đáng kể này minh họa rằng các chủ hàng khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ sẽ luôn chọn khu vực có mức giá cao hơn, ví dụ như châu Á, để định tuyến cho các tàu chở LNG của họ. Theo hãng tin Bloomberg, khí hóa lỏng vận chuyển đường biển của Mỹ thường không có hạn chế về mục đích sử dụng. Khi thời tiết nắng nóng thúc đẩy nhu cầu lên cao ở châu Á, nhiều chuyến tàu LNG được vận chuyển đến đó đạt đỉnh cao hơn nhất trong mọi tháng kể từ năm 2021 đến nay. Một số tàu chở khí đốt từ Mỹ
hướng tới Ai Cập bởi quốc gia này thường đưa ra mức giá cao hơn mức giá mà châu Âu sẵn sàng trả. Ấn và Mỹ lo ngại rằng nếu xu hướng hiện tại tiếp tục cho đến đầu mùa đông, giá khí đốt ở châu Âu chắc chắn sẽ tăng rất cao trong bối cảnh nhu cầu đạt đỉnh, dẫn đến việc các nước thuộc EU sẽ phải tăng cường nhập khẩu LNG của Nga, từ đó làm tăng thêm thu nhập của Moscow. Bloomberg kết luận, mục đích chính trị của Mỹ không thể thay thế cho lợi nhuận chảy vào túi các nhà tư bản. Washington không thể ép các đồng minh bán khí đốt với giá rẻ hơn cho các đồng minh châu Âu, dẫn đến việc họ bắt buộc phải mua khí đốt của Nga với giá rẻ hơn do chi phí vận chuyển thấp hơn. Tình hình hiện nay cho thấy châu Âu khó từ bỏ nguồn năng lượng của Nga đến mức nào. Bất kể là các chính sách hai bên bờ Đại Tây Dương có đưa ra bao nhiêu lời kêu gọi về việc từ bỏ nhiên liệu của Nga.